tiện có mấy cái bánh này, mình sẽ có một cái trò chơi nhỏ cho chúng nó nha. Một cái trò chơi nhỏ rất là vui để xem nào chúng nó sẽ thái độ của chúng nó sẽ như thế nào nha. Đầu tiên, một cái trò chơi lựa chọn giữa hai miếng bánh, một miếng to và miếng nhỏ, ai nhìn thấy đúng không nha? Một miếng to và một miếng nhỏ này, mình sẽ để miếng to gần hơn nha. Cho Messi chọn, Messi chọn miếng nào? Ok, Messi nó ăn miếng to. Cho Pila chọn, Pila chọn miếng nào? Pila cũng chọn miếng to. Cho Siro chọn, Siro chọn miếng nào? Cũng chọn miếng to. Đó, cho hai miếng gần nhau, không đứa nào chịu nhường nhau gì à? Này, Yumi. Tiếp tục lượt thứ hai. Lần này chúng ta sẽ dùng miếng nhỏ hơn nha. Đây nha, hai miếng đây. Cho Messi, Messi chọn miếng nào? À, Messi vẫn chọn miếng đấy à? Vẫn chọn miếng to hơn à? Sao lại không đứa nào chịu ăn miếng nhỏ nhỉ? Cho Siro. Siro cũng ăn miếng to. Pila, Yên, để Pila xem Pila ăn miếng nào. Vẫn ăn miếng to. Hôm nay chúng nó không chịu nhường nhau. Mọi ngày ấy, nếu mà cho miếng to và miếng nhỏ như thế thì nó có cái tình trạng là chúng nó có thể chúng nó nhường nhau nha, chúng nó ăn chọn ăn miếng nhỏ. Nhưng hôm nay có vẻ như là hôm nay là không phải là ngày nhường nhịn. Hôm nay là ngày phần đứa nào đứa đấy chén rồi. Bây giờ còn có mấy miếng này thôi này. Có đứa nào chịu nhường đứa nào không? Bây giờ còn có mấy miếng này thôi. Đấy nha. Bây giờ là cái cố gắng chúng ta có sự nhường nhịn nha. Đây Pila không, Siro từ từ. Pila. Ở đấy nha. Ok, Pila đã nhường. Messi. Messi nhường tiếp, nhưng sau đấy Messi lại định ăn luôn cái miếng kia. Còn mỗi Siro nữa thôi. Siro. Ok, mọi người thấy không? Mọi người đã nghe thấy chúng nó như thế là chúng nó thể hiện là chúng nó gì? Thể hiện là chúng nó hiểu hết đó, chứ không phải không đâu. Ok, bây giờ thì không cần nhường nữa, bây giờ thích ăn miếng nào thì ăn. Ăn miếng nào? Vẫn ăn, vẫn nhường hả? Siro bây giờ không cần nhường nữa, ăn miếng nào? À, không cần nhường nữa cũng ăn miếng bé. Pila không cần nhường nữa, vẫn ăn miếng bé, ok nha. Này bây giờ nha, bây giờ là chỉ còn có mấy miếng rồi thôi này. Nếu mà đứa nào nhường là bây giờ là đứa đi thiệt nha. Ăn miếng nào? Messi chọn một miếng đi. Vẫn nhường nha. Siro ăn miếng nào? Út ít. Giờ bà không nhường nữa. Pila ăn miếng nào? Ok, Pila ngoan lắm, đúng là người nhớn. Đúng là những đứa người lớn. Siro là bé nhất ở trong nhà. Nên là Siro cũng ít khi Siro phải nhường lắm. Còn bà với mẹ thì là hay nhường. Đây, giờ không cần phải lựa chọn nhường hay không nhường nữa nha. Hết rồi, ok. Cuối cùng rồi. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Nhớ đăng ký, chia sẻ và bình luận, giao lưu. Cũng như là có thắc mắc gì thì mọi người để lại dưới bình luận dưới các video nha. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.